Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 72. Chia cho số có hai chữ số. Trang 81 sách giáo khoa môn toán lớp 4. Và các em nhớ trên kênh của chúng mình thì đã có đầy đủ chương trình của toán từ lớp 3 cho đến lớp 6. Và đây là những cái bài còn thiếu của học kỳ 1 lớp 4 thì thầy quay cho nó đầy đủ. Được chưa? Rồi, và bây giờ thì mời các em cùng mở sách giáo khoa trang 81 ra để chúng ta cùng vào cái bài hôm nay. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về mặt lý thuyết nè. Bây giờ thầy có một phép chia nè. 672 mà chia cho 21. Đấy, vậy thì em hãy dựa vào cái tính chất là một số chia cho một tích. Đó, thì hãy tìm kết quả của cái phép chia trên. Tức là gì? Ở trong cái bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về chia một số cho một gì? Một tích. Vậy thì thầy gợi ý này, các em tách cái số 21 này này. Tách cái số 21 này ra bằng bao nhiêu? Đấy, hiểu không? Rồi, vậy thì chắc chắn đã có rất là nhiều em có hướng giải quyết cái bài này theo dạng gì? Một số mà chia cho một gì? Một tích. Vậy thì thầy sẽ gợi ý cho chúng ta luôn nhé. Thầy sẽ tách cái số 21 này này bằng 3 nhân với 7. Vậy thì theo quy tắc của chia một số cho một tích thì chúng ta sẽ lấy số đó chia cho từng cái số gì? Từng cái thừa số trong trong tích. Được chưa? Đấy. Vậy thì sẽ là 672 chia cho 3 rồi chia cho mấy? Chia cho 7. Vậy chúng ta sẽ chia lần lượt 672 chia cho 3 thì bằng 224. 224 giờ chúng ta chia nó cho mấy? Cho 7 thì sẽ bằng ba mươi mấy? 32. Đúng không? Đấy, như vậy thì đây chính là kết quả của phép gì? Phép chia này. Tuy nhiên thì đây là nội dung của bài gì? Bài hôm trước. Vậy thì từ cái nội dung này chúng ta sẽ thực hiện chia cho số có hai chữ số như thế nào? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ đặt phép chia này. Đặt phép chia nhá. Rồi, các em quan sát ở đây này, chia thì lúc nào chúng ta cũng chia từ bên nào? Từ bên tay trái này này sang bên tay gì? Tay phải. Các em thấy là 6 này không thể chia cho 21, phải lấy là hai chữ số 67 chia cho 21. Vậy thì 67 chia 21 sẽ được mấy? Được 3. Thì chúng ta viết vào đây là số mấy? Số 3 này. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ nhân lên nè. 3 nhân với 1 là 3, 3 nhân 2 là 6. Đúng không? Vậy thì 3 nhân 1 là 3, chúng ta sẽ viết rồi. Viết 3 nè. Được chưa? 3 nhân với 2 là 6, chúng ta viết 6. Như vậy thì 67 mà trừ đi đi 63. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm sao? 67 trừ 63 thì sẽ bằng mấy? Bằng 4. Chúng ta sẽ viết số gì? Số 4 vào đây. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ hạ số mấy? Hạ số 2 xuống nè. Chúng ta được là 40 mấy? 42. Giờ 42 chia cho 21 thì được mấy các em? Được 2. Chúng ta sẽ viết 2 sang bên bên thường. Giờ sẽ lấy 2 nhân với 21 nè. Vậy thì 2 nhân với 1 là 2. Chúng ta viết viết 2 này. 2 nhân 2 là 4, chúng ta viết viết số 4. Vậy thì 42 trừ cho 42 thì sẽ bằng bằng mấy? Bằng 0. Đấy, như vậy thì đây là một phép chia gì? Phép chia hết. Được chưa? Đấy, vậy thì tuần tự thực hiện các cái bước, nhớ rằng phải chia từ bên tay trái sang bên tay tay phải. Hãy nhớ điều này cho thầy nhá. Rồi. Các em ghi vào trong tập hay vở ghi nhớ của mình để các em tự làm những cái bài tập vận dụng. Chứ thầy không hướng dẫn chi tiết ở cái bài tập vận dụng. Bởi vì sao? Trong cái quá trình mà đưa những cái video lên ấy thì nhiều em nói là thầy làm như thế này thì hư hết các bạn, làm cho các bạn lười, các bạn chỉ nhìn, các bạn chép vân vân. Đó, nhiều khi đọc thì cũng không biết như nào nữa. Mà vì sao? Thầy hướng dẫn cho các bạn học mà. Được chưa? Rồi. Như vậy thì kết quả của phép chia này cũng bằng gì? Bằng 32 so với cách mà chúng ta đưa nó và chia một số cho một gì? Một tích, đúng không?
Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét thêm một ví dụ nữa. Đó là 779 mà chia cho 18. Rồi, chúng ta sẽ đặt phép chia nào. Như vậy thì 779 chia cho 18 ở đây thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu? 43 và dư gì? Dư 5. Đấy, vậy thì tuần tự như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ xét nào. Bảy mươi bảy nè, chia cho 18 chúng ta được mấy? Được 4 nè. Chúng ta viết số máy đây, số 4 nhá. Được chưa? Giờ lấy 4 nè. 4 nhân 8 32, viết 2 nhớ 3 nè. 4 nhân 1 là 4, 4 nhớ 3 là 7. Được chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ viết ở đây là bao nhiêu? 72. Bây giờ 77 mà trừ đi 72 thì bằng mấy đây? Bằng 5 nè. Đấy, chúng ta viết 5 nè. Hạ số mấy? Hạ số 9 chúng ta được là 59. Giờ lấy 59 chia cho 18 thì chỉ được mấy lần thôi? 3 lần. Chúng ta viết số mấy? Số 3. Bây giờ lấy nè. 3 x 8 24, viết 4 nhớ 2 nè. Rồi giờ 3 x 1 là 3, nhớ 2 là 5. Chúng ta viết 5. Vậy thì 59 trừ đi 54 thì bằng mấy? Bằng 5. Đấy, như vậy thì đây sẽ là phép chia có gì? Có dư. Đấy, được chưa? Rồi, như vậy thì ví dụ A hay là câu A là chúng ta là một phép chia hết. Và đây là một phép chia có gì? Có dư, được chưa? Rồi, bây giờ các em hãy áp dụng những cái nội dung này vào để chúng ta đi tới làm các cái bài tập. Trước hết chúng ta sẽ vào cái bài tập số 1. Người ta yêu cầu mình đặt tính rồi chúng ta gì? Tính. Vậy chúng ta sẽ có nè, câu A với hai phép chia và câu B có hai phép chia. Rồi bây giờ các em dừng cái video lại. Sau đó các em tự chia nha. Rồi đối chiếu kết quả với thầy. Thầy sẽ chiếu cái kết quả ở đây để cho các em so sánh. Chứ thầy sẽ không có chia lần lượt. Bởi vì sao? Một số em là vào bình luận cái video, có cả phụ huynh luôn cũng vào bình luận video là thầy làm như này thì hư hết. Không biết là cái cách bình luận ở đây là theo cái chiều hướng như thế nào. Nói là thầy mà làm như thế này là hư hết. Bởi vì sao? Thầy cung cấp kết quả cho các em rồi các em thì chép. Đấy, vậy thì thầy bây giờ là chỉ cung cấp thôi chứ không hướng dẫn vì sao nó ra như vậy nữa. Các em phải nắm từ lý thuyết để các em thực hiện ra được cái kết quả giống như thầy thì mới được. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có các cái kết quả nè. Ở đây nè, câu A nè. Phép chia thứ nhất của câu A thì chúng ta là một phép chia hết. Sẽ được là mười mấy? 12. Vậy đây thì hướng dẫn nè. 28 chia cho 24 thì chúng ta chỉ được mấy? Được 1 thôi. 1 x 4 là 4 nè. Chúng ta viết 4 nè. 2 x 1 là 2. Vậy thì 28 trừ 24 thì còn mấy đây? Còn 4. Sau đó chúng ta hạ số mấy? Hạ số 8 được 48. 48 chia 24 thì được 2. 2 mà nhân với 24 thì bằng 48. Vậy thì 48 trừ 48 bằng 0. Do đó đây là một phép chia gì? Phép chia hết. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì đối với câu 2 của câu B này, 397 mà chia cho 56. Vậy thì em thấy nè, 39 này không thể chia được cho 56, ta phải lấy cả 3 chữ số. Vậy thì cả 3 chữ số này thì được mấy? 7 lần. 7 x 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4 nè. 7 x 5 35, 35 nhớ 4 là 3, 39. Vậy thì 397 trừ 392 thì còn dư mấy? Dư 5. Đó, vậy thì đây là một phép chia gì? Phép chia có dư. Được chưa? Được chưa nào? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có cái kết quả là phép chia hết và phép chia có gì? Có dư. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài số 2. Các em đọc cái đề. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào trong 15 phòng học. Đó. Được chưa? 240 bộ vào 15 phòng học. Được chưa nào? Hỏi mỗi một phòng học thì xếp được bao nhiêu cái bộ bàn ghế? Đấy, vậy thì bây giờ với cái bài toán này thì chúng ta thấy làm sao các em? Với bài toán này thì chúng ta sẽ hướng cách
giải quyết của chúng ta như thế nào. Rất là đơn giản đúng không? Có gì khó khăn cái bài này không nhỉ? Bạn nào cũng có thể làm được đúng không? Đấy, bởi vì sao? Cái này không cần phải gợi ý cho các em gì hết. Chúng ta sẽ tiến hành tóm tắt. 15 phòng học thì có 240 bộ. Vậy thì giờ người ta hỏi mỗi một bộ là thế nào? Đúng không? Đấy, vậy thì giờ một bộ thì sẽ như thế nào đây? Vậy chúng ta sẽ giải như sau. Mỗi phòng học có số bộ bàn ghế là, hay là mỗi phòng xếp được là, chúng ta sẽ lấy tổng số bộ bàn ghế mà có chia cho gì? Chia cho số phòng học. Vậy thì sẽ là 240 chia cho 10, 15. 240 chia cho 15 thì sẽ bằng mười mấy? 16 bộ. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, chúng ta đến với một cái bài toán tiếp theo, đó là toán tìm x. Các em có thể dừng video, các em làm, sau đó so sánh kết quả với thầy. Và các em nhớ rằng toán tìm x thầy đã nhấn rất là nhiều, chúng ta cần xác định vai trò của x nha. Nhớ là chúng ta phải xác định xem x đóng hay là giữ vai trò gì. Vậy ở đây nè, x nhân với 34 bằng 714 nè. Đấy, nhân với 34 thì bằng 714. Vậy thì các em nhìn thấy nè, thừa số nhân với thừa số thì bằng tích. Vậy thì x ở đây là một thừa số, sẽ bằng tích chia cho thừa số còn gì? Còn lại, đúng không? Đấy, vậy thì giờ nhiệm vụ chúng ta là thực hiện phép tính gì? Tính chia. Và chúng ta chia cái này thì sẽ được kết quả bằng 21. Được chưa? Rồi, ở đây câu B, vai trò hay là vị trí của x. 846 này là số gì? Số bị chia. X là số gì? Số chia. 18 này là thương. Vậy thì số bị chia, nhớ nha, số chia, thương. Bây giờ chúng ta muốn tìm x là số gì? Số chia sẽ bằng số bị chia, chia cho gì? Chia cho thương. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện kết quả phép chia này sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các em? À, như vậy chúng ta sẽ có kết quả là 47. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây thì thầy đã cùng các em thực hiện xong được cái bài số 72. Và các em nhớ là với cái bài chia cho số có hai chữ số này, chúng ta có tới 3 phần, hay là gọi là 3 tiết nha. Đây là tiết đầu tiên. Sau tiết này có thêm một tiết nữa. Sau tiết đó thì sẽ đến tiết luyện tập và một tiết tiếp theo nữa. Vậy chúng ta có 3 tiết nhé. Và nhớ đây là tiết thứ nhất. Rồi, và các em nhớ là trước khi chia tay thì đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.